So we are making our first trip today. We're gonna test it out and see how it works. So. Trước khi mình đi mình kiểm tra cái tire pressure mấy cái bánh á, xem đủ áp suất hay không. Thì cái này là cái easy tire, cái này mình mua 6 cái sensor gắn vào trong cái 6 cái bánh xe. Thì cái easy tire của cái công ty này, easy tire, nó sẽ cho mình coi 6 cái bánh xe, mình sẽ lắp cũng dễ lắm, follow cái instruction thôi. Thì so far bây giờ tất cả cái pressure nó ok. Mình set between 72 cho tới 80 psi, nếu mà xuống thấp hơn thì nó sẽ beep beep beep, nó cho mình biết. Còn bên phải á, cái bên phải á là nó cho mình biết là cái temperature. Thì giờ là cái bánh xe mình chưa có chạy, tiếp chạy thì cái bánh xe nó sẽ heat up, nó sẽ nóng lên. Rồi. À, cái này là cái sensor đó, mình gắn đi trong cái bánh xe thì mình label bên kia số 1, bên này số 2. Cái sao bánh xe là thì đó là cái sensor. Đó, nó sensor nằm đó đó. Đây nằm trong kia. Thì lúc nào nó cũng constantly nó monitor cái nó sẽ cho mình biết là cái pressure của cái tire sao nó sẽ là bao nhiêu. Chứ mà nó xuống thấp quá hoặc lên cao quá nó sẽ cho mình beep 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 noise để cho mình biết ở bên đấy. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi chơi nha bà con. Rồi mình đi state park. Rồi mở máy xe lên. Mở máy xe lên cái là cái review camera nó pop up lên nè. Hay lên lên nè. Rồi. Let's go. Rồi mình đi chơi. Đi state park nha. Yeah. Đó cái review camera đó. Mình đưa mình chạy xe mà cái đằng sau nó cái sao như vậy á. Đó nếu mà mình signal left right thì left right nha. Yeah. Rồi, chạy thẳng tới. Rồi, đây xe này đang đợi RV. Em phải làm ơn. Ok. And when it's running, the rear view camera always on. That's a nice one. Alright, so it's very smooth drive. Chạy xe này cũng đầm lắm. Turn right. This is the Dead Bar State Park. Take a slight right turn into the parking lot, then arrive at your destination. Then bar, step park, and it will be your arrived. It's right there. Golden Bar Cave Road. Stay on, I'm gonna keep it stay on. You gone? No parking. Stay on, I'm gonna keep it on. Rồi, tấm bảng hoạt động lắm. Để bạn sẽ đã đưa lại sẽ ở sau đây. This forest or RV.
Take a slight right turn onto Cumberland Drive. First trip à, chuyến đi đầu tiên trên cái xe nhà lưu động Forester này. It's very smooth drive, chạy rất là đầm lắm. Mày nhìn này nhớ Việt Nam chưa? Nhớ cái đó, cát này giống như là mấy cái công ty xây dựng á. Nhìn cái cảnh này nhớ Việt Nam chưa? Nhớ Việt Nam lắm. We are going to the marina. And then at the light, turn right onto Marina Way, then arrive at your destination. Right there. This is the Liberty Park, Clarksville Marina. Proceed to the route. In a quarter mile, arrive at Marina Way. Event Center, Freedom Point. Yeah. Oh, cho nên mình kem đã hả con? Ha. Yeah. My father here is so cute. They have the exercising area for people. Yeah, but I take to exercise though. Hey, buddy. Oh, so cute. I love you. Bây giờ nghe. It's a very nice park. Công viên này cũng đẹp lắm các bạn. You guys have fun yet? Huh? Yeah. Have you guys have fun yet? Alina? Yeah. You like it? Yes. Yes. Uh-huh. Uh-oh. Hey, đại ca, đi đâu á? Hả, chạy đâu á? Uh-oh. Uh-oh. Come here. Come here, buddy. Okay, next time mình mua đó nha. Yeah, next time mua chiếc cano nhỏ nhỏ vậy đó. Hả? Cái này so cute luôn á. Rồi, Alina ở đây, nhìn đây, ở lạc chưa con? Yeah, 1, 2, 3. That's our first trip. So lunch time now. We're making lunch. This is where the kids. Hi. Alright, so we just take out that the table for the dinette and it fit two kids and then two adults here. Này cởi lưới đó. Để cho khỏi rồi mũi nó vô á. Trời mát á, mình mở ra mình lấy khí mà trời vô đó. Cũng rất là nice. Rồi. So this is a very nice mat. It's very lightweight. Yeah, maybe about a power too. Very light. It's very nice.
nice lunch time. Giờ ăn trưa nha bà con. Thì ăn trưa đó. À, kéo cái awning ra nè. Che nắng. Rồi giờ ăn tên rồi. Aiden. Hello. You have fun yet? Alina. It's a beautiful day. Mà trời đẹp lắm. Rồi. À, mình đã bụng rồi, thì mình đi ăn nha. Ăn xong rồi quay tiếp. Trời ơi, này gọi đu đủ nha bà con. Đu đủ ngon lắm. Đu đủ nổi tiếng á, này đòi gói đu đủ này của nhà hàng bà Hương á. Đó, nhà bà Hương đây nè. Ừ, ăn à, này rất là ngon. Daddy ơi. Dạ. Share của đây nè. Ừ, you like it? Hmm? Ở nhà thích không? Anh xong rồi, anh chưa xong rồi. Bây giờ mình về nhà nha. Ok, rồi mình đi track cái awning vô. Ok. Yep, hit that retract button. All the way in. Good. Mọi người ai anh cũng no nê rồi. Giờ hả? Lái xe về chuẩn bị mưa. Ai cũng lên giường ngủ rồi đó.